Bóng đá không phải lúc nào chiến thắng cũng đem lại cảm xúc thăng hoa nhất. Cách mà Manchester United bị Coventry vượt qua chính là một trong những ví dụ như vậy. Nhưng cũng chính bóng đá, đôi khi một kết quả hòa thôi cũng đủ để hàng triệu con tim hòa chung một nhịp đập. Cách mà đồ tể Bayer Leverkusen tiếp tục bất bại trận thứ 45 liên tiếp trước đối thủ hàng đầu vùng Ruhr, Borussia Dortmund, quả nhiên là một minh chứng cho vị thế đã khác xưa hoàn toàn của tập thể này. Từ Leverkusen, đội bóng mà trong cả năm 2002 về nhì ở cả 3 đấu trường trọng điểm, nay là Winterkusen, với Bundesliga mới chỉ là điểm khởi đầu cho tất cả mà thôi. Chức vô địch thì đã tới từ cách đây nhiều ngày, không khí ngày hội thì cũng đã diễn ra ngay trong trận đấu định đoạt trước Bremen. Nhưng điều này không có nghĩa là thầy trò Xabi Alonso có sự chủ quan trong chuyến làm khách trước Borussia Dortmund. Leverkusen hết mục tiêu tại Bundesliga, nhưng còn đối thủ này thì tham vọng top 4 vẫn còn đang dang dở. 56 điểm sau 29 lượt trận, kém đội xếp trên là RB Leipzig tới một chiến thắng. Về cơ bản thì từ tập thể hướng đến danh hiệu năm ngoái, thầy trò Edin Terzic giờ đây còn chưa chắc có được một suất dự C1. Họ còn mục tiêu tại đấu trường châu lục khi đã bay một mạch đến bán kết, nhưng để vô địch thì quả nhiên cần một vụ nổ lớn. Dortmund sẽ vẫn hướng đến chiến thắng trước Leverkusen với hiểm địa sân nhà Signal Iduna Park mà không có Sebastian Haller, không có Daniel Malen, Karim Adeyemi thì bị treo giò. Họ buộc lòng phải đem tới sơ đồ 4-5-1 và hướng đến một thế trận an toàn trước nhà vô địch của giải đấu ở trước mắt. Riêng hiệp 1, để chống lại những đường tấn công của thầy trò Alonso, Borussia Dortmund phải nhận về tới 3 tấm thẻ vàng, càng khiến cho sức phòng ngự trở nên mong manh hơn. Cũng may mà trong hiệp 1, The BVB đã đứng vững. Một phần khác là Frimpong với Grimaldo đi buôn gỗ, thế là Leverkusen chưa có được màn ăn mừng nào trong khoảng thời gian này. Dù thế, sức ép của những vị khách là lớn hơn rất nhiều. Chỉ có 8.000 khán giả của đội khách đến đây để cổ vũ với tổng sức chứa hơn 80.000 chỗ ngồi tại Signal Iduna Park. Nó cho thấy đẳng cấp của hai đại diện đã chênh lệch lớn đến thế nào sau có đúng một năm. Khoảng thời gian này cũng chứng kiến Frimpong bị Emre Can phía bên kia phạm lỗi sát vòng cấm. Với VAR thì trọng tài Daniel Siebert đã không trao quả phạt đền cho những vị khách. Dù bị ép sân nhưng Dortmund cho tạo nên một dấu ấn từ Marcel Sabitzer với cú sút hiểm hóc. Có điều là thủ thành Radecki lại xuất sắc hơn. Khi hiệp thi đấu thứ hai trở lại, Leverkusen thực hiện nhiều hơn những pha bóng dài hướng đến những cầu thủ ở hai hành lang cánh. Họ vẫn cầm bóng một cách chủ động hơn sau khoảng thời gian 10 phút đầu mất nhịp độ, nhưng không làm sao để xé tan được mảnh lưới của Kobel chấn giữ. Họ tấn công nhiều, họ không ghi được bàn thắng và họ trả giá. Cái kết quen thuộc cho những đội bóng nắm quyền kiểm soát như Leverkusen đã đến. Người hùng của Dortmund là Fulkrug xuất hiện đúng thời điểm, bắt vô lê trong thế chống trải và mở tỷ số ở phút thứ 81. Thậm chí là sự đen đủi còn dí Leverkusen đến cùng khi Boniface còn phải đối diện với một tấm thẻ đỏ ngay phút cuối. Thật may là khi VAR xuất hiện để níu giữ những hy vọng giành điểm mong manh, Bayer Leverkusen thì vẫn có nhiều những khoảnh khắc đáng nhớ trong khoảng thời gian cuối trận. Giai đoạn Boniface gặp chấn thương cách đây vài tháng, họ đã có nhiều lần rơi vào tình trạng mất đi cho cuộc đua vô địch để rồi gượng dậy mạnh mẽ, thậm chí là tiến đến chiến thắng. Trận đấu này, Leverkusen chưa thể thắng, nhưng họ đã có được pha lập công gỡ hòa ở phút thứ 90+7 từ đường tạt bổng của Florian Wirtz. Stanisic là người kết liễu tình huống phạt góc. Thế là những khán đài vàng rực vừa mới mở nắp bia ăn mừng, thì lúc này đành phải ngậm ngùi nuối tiếc. Đó đích thị là cái duyên của một đội bóng hàng đầu, là bản lĩnh của một nhà vô địch thực sự với chuỗi 45 trận đấu bất bại trong mùa giải năm nay. Không có gì bất ngờ khi họ là đội duy nhất trong 5 giải vô địch hàng đầu châu Âu chưa biết thua là gì kể từ đầu chiến dịch cho tới bây giờ. Thầy trò Xabi Alonso đã chiến thắng 39 trận đấu, hòa 7, chưa biết đến hương vị của thất bại là gì. Đây cũng là chuỗi bất bại dài nhất kể từ năm 2000 cho tới nay tại châu Âu, vượt qua con số 43 trận kinh điển của Juventus mùa 11-12 hay là Real Madrid mùa 16-17. Gọi Leverkusen là đồ tể của mọi trận đấu là hoàn toàn phù hợp, bởi họ luôn sẵn sàng xô đổ những niềm vui ngắn của đối phương, biết cách chuyển hóa khó khăn thành cơ hội chỉ trong có đúng một khoảnh khắc. Trong suốt khoảng thời gian 45 trận này, đội bóng của Alonso ghi được tổng cộng là 125 bàn thắng, thủng lưới chỉ có 35 lần, cũng toàn là những con số càng hướng về, chỉ càng thấy sự thuyết phục. Bayer Leverkusen cầm hòa Dortmund, trừng phạt đội bóng vùng Ruhr vì đã thiếu bản lĩnh một lần nữa, lần này là trong cuộc đua vào top 4. Cuộc chiến cho chức vô địch nước Đức đáng ra đã đảo chiều từ năm ngoái, thế nhưng đại diện vùng Ruhr lại khiến cho khán giả trung lập và cả fan của mình thất vọng tràn trề. Nói cho vui thì Leverkusen đã thay trời hành đạo, góp phần giáng Dortmund xuống Europa League để hối cải. Còn cứ cho mùa này, Bayern Munich mạnh hơn bao giờ hết, không mắc phải nhiều sai lầm, hoàn hợp với ông thầy mới, thì cũng khó mà ăn được Leverkusen trong trạng thái bá vương bất bại.
Bayer Leverkusen có gì để chặn đứng chuỗi 12 năm ăn đĩa bạc của Bayern Munich? Đúng là họ không có hàng công chứng kiến tiền đạo ghi bàn số 1, chẳng có ngôi sao nào thuộc hàng bìa đĩa từ đầu mùa giải cả. Boniface ban đầu chỉ là ngôi sao được đem về từ USG, Florian Wirtz thì là tài năng học viện đã nở rộ từ lâu, nhưng năm ngoái gần như là thảm họa với cầu thủ này. Để rồi sau một mùa giải, họ đang thực sự đứng trong hàng ngũ world class hiện tại. Về mặt tập thể, Leverkusen là đội bóng giữ sạch lưới nhiều nhất Bundesliga với 15 trận đấu. Có thể họ không phải là đội ghi nhiều bàn nhất, nhưng cả mùa thì chỉ có mỗi lượt trận cuối tháng 1 trước Mönchengladbach là thầy trò Alonso không ghi được bàn nào mà thôi. Sự đồng đều của những mũi khoan, khả năng tỏa sáng đều đặn bất kể có thời điểm thiếu vắng những ngôi sao chủ chốt, tự Leverkusen đã nắm vững bí quyết vô địch trong khó khăn. Tất cả những điều đó chỉ đến khi mà Xabi Alonso tại vị ở đây, mà xin khẳng định là ông chỉ mới đến từ giai đoạn lưng chừng mùa giải trước, tức là cũng chỉ tầm 1.5 năm nắm quyền mà thôi. Phải là một bậc kỳ tài như thế nào mới có thể chặn đứng được đế chế hơn 10 năm trời thành Munich? Bao nhiêu lời ngợi khen hướng về huyền thoại người Tây Ban Nha cũng là không đủ. Jürgen Klopp từng biến Borussia Dortmund thành một thế lực trời Âu đầu những năm 2010, trước vô địch Bundesliga cho đến trận chung kết C1. Nhưng sau đó thì thời Tuchel, Lucien Favre hay sát đến ngai vàng như là Edin Terzic năm ngoái, thành công cũng chẳng đến. Ngay cả Julian Nagelsmann của RB Leipzig từng biến tập thể này trở thành đối trọng trong cuộc đua vô địch mùa 2021 thì cũng đứt gánh giữa đường mà chuyển nhà đến Munich sau đó. Rồi đột nhiên chẳng biết từ đâu xuất hiện một huyền thoại bóng đá mới có kinh nghiệm dẫn dắt đội B của Real Sociedad đặt chân đến nước Đức và thay đổi tất cả. Không ai quật ngã được Bayern Munich hơn 11 năm qua, chỉ có một mình Xabi Alonso và một binh đoàn không phải là mạnh nhất làm được điều đó. Thật đáng là khâm phục. May mắn thì vẫn là yếu tố quan trọng cho những trận đấu kiểu như vừa rồi, nhưng đó chỉ là yếu tố phụ cho một Leverkusen hoàn toàn xứng đáng với mọi sự ngợi ca mà thôi. Điểm nhấn của Xabi Alonso còn là cách mà ông đồng ý ở lại Leverkusen sau khi đã biến Leverkusen trở thành Winnerkusen. Người đàn ông này vẫn khẳng định cam kết tương lai cùng với đội bóng. Quả thực là tập thể nước Đức có mơ cũng chẳng nghĩ đến ngày này sau khi ký hợp đồng với một ông thầy còn non kinh nghiệm trận mạc trên sa bàn ở độ tuổi 40. Không có gì bất ngờ nếu từ thành công này, đội bóng nước Đức có thể tăng thêm những chiếc cúp trong nhiều năm tiếp theo. Chỉ cần họ đầu tư hợp lý và giữ chân bậc kỳ tài của câu lạc bộ lâu nhất có thể. Trận chung kết DFB Pokal đã ở trước mắt, trận chung kết Europa League thì còn một đối thủ chắn ngang nhưng cũng chẳng còn xa. Tất cả những sự ủng hộ từ người hâm mộ đội bóng, từ những người yêu bóng đá đẹp đang đều hướng về hành trình của Alonso cùng với các học trò. Hy vọng cái kết sau cùng sẽ là đẹp nhất có thể khi mà ba danh hiệu sẽ được chụm lại trong phòng truyền thống khi mùa giải kết thúc. Bởi vì thực sự dù ở đấu trường nào thì cũng chẳng ai xứng đáng hơn Bayer Leverkusen đâu.